mà điên hồi em buồn quá em đốt đuốc lên em coi, đốt cái đuốc lên em coi xong Quân nó nhìn vô cái tường thì in bóng hai đứa lên đúng không? Dạ. Nó nhìn thấy bóng nó bình thường. Dạ. Nhìn thấy bóng em hết hồn. Bóng em nó có một điều bất thường báo cho em biết luôn. Bóng nó có cái gì mà sợ ta? Bóng em bóng quá hay sao? Bóng quá luôn, cái bóng em bóng lắm. Có ai biết không? Trả lời giùm chú câu này không? Hỗ trợ chú Đạt. Mời con. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Vậy chơi rồi, quýt đi thôi. Bánh quy sữa Marigold được làm từ sữa New Zealand cao cấp. Suối tóc, suối mơ, suối tiên, với tóc tiên. Ở đâu là khu du lịch? À, dạ, khu du lịch suối tiên ạ, suối mơ luôn ạ. Chính xác. Tội nghiệp Quân nó không biết suối mơ. Suối mơ ở là ở trong Sài Gòn mình. Thì ở bởi vậy nó không biết. Tội nghiệp nó. Tóc mây, tóc mai với tóc mái, cái nào dài nhất? Tóc mây. Chính xác. Tóc mây là người ta diễn tả một mái tóc suông mẹp, ống ả rồi đó. Em tưởng là tóc mây là tóc xù chứ. Tóc mây là tóc mây, tóc xù là tóc xù nha. Động vật nào sau đây nuôi con trong cái túi của mình? Kangaroo, koala hay là kiwi? Con kangaroo à? Không chính xác. Nuôi con trong túi à? Chắc là kangaroo là bỏ con trong túi không có nuôi. Còn kangaroo nó có nuôi con trong túi em. Koala là con gấu túi koala, nó cũng nuôi con trong túi luôn. Wow. Nghe cho kỹ. Hương và Hải cùng ăn xúc xích sốt lắc heo cao bồi 3+1. Hương lắc về bên trái, Hải lắc về bên phải. Cả hai cùng lắc lắc lắc. Hỏi em có bao nhiêu chữ lắc? À, là 5. Là đúng hay sai à? Là một vết xe đổ em. Là sai đó. Em nói là sao 5? Lắc về bên trái, lắc về bên phải. Cả hai cùng lắc lắc lắc. Và cả hai ăn gì? Xúc xích sốt lắc. Là 6. Thế thôi. Một cuộc thám hiểm nè. Hai người bạn song hành, thủy triều xuống, ló ra cái hang. Em với Quân vô thám hiểm. Đi được đoạn, Quân quay lại thấy dấu giày nó, không thấy dấu giày em mới chết. Tại sao? À, vậy là tại vì em không mang giày. Đúng. Đúng rồi. Nhưng mà điên hồi, em buồn quá em đốt đuốc lên em coi. Đốt cái đuốc lên em coi xong Quân nó nhìn vô cái tường thì in bóng hai đứa lên đúng không? Dạ. Nó nhìn thấy bóng nó bình thường. Dạ. Nhìn thấy bóng em hết hồn. Bóng em nó có một điều bất thường báo cho em biết luôn. Bóng nó có cái gì mà sợ ta? Bóng em bóng quá hay sao? Bóng quá luôn, cái bóng em bóng lắm. Có ai biết không? Trả lời giùm chú câu này không? Hỗ trợ chú Đạt. Mời con. Dạ là lửa không có bóng. Chính xác. Wow. Xuất sắc. Lửa không có bóng. Chúng ta chỉ thấy cái cây đuốc toàn ten vậy thôi. Không có bóng ở trên, có bóng của lửa trong cái tường. Wow, à, thế mà không nhắc chú. Xuất sắc. Hay quá. Wow, hay quá. Một tiếng sau chưa ra khỏi cái hang nữa nha em nha. Chưa nha. Cái em với Quân bắt đầu thấy sợ cái bóng rồi. Lo đi ra khỏi hang. Ra cái hang không còn thấy dấu chân của ai hết luôn. Tại sao? Thủy triều. Đúng rồi. Lên. Lên. Okay. Thủy triều. Rồi tiếp. Câu này hóc búa. Bạn chôn tôi khi tôi còn sống, bạn chỉ đào tôi lên khi tôi đã chết. Tôi là cái gì? Cái này em thấy hàng ngày luôn á nha. Quan tài à? Nani? Không chính xác. Đó là gì anh? Ôi hàng cây xanh thắm dương. Cây rễ à? Cây cối đó em. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Bạn chôn tôi khi em sống. Còn sống em trồng cây, phải đào đất lên em chôn nó xuống, em lấp đất lại nó mới sống chứ. Em nãy em nghĩ tới cái cây mà em không nghĩ tới. Thiệt. Cái tình. Đó thiệt luôn á. Em nghĩ tới cây gì mới được. Em nghĩ tới cây vàng không sao chịu được. Cây cối mà. Tiếp tục. Trong ba nơi này, nơi nào có diện tích nhỏ nhất? Vatican, Vancouver và Maldives. Yeah, em chọn Vatican. Chính xác. Lấy một số chẵn trừ đi một số lẻ nhỏ hơn nó sẽ ra số gì? Chẵn hay lẻ? Lấy một số chẵn trừ đi một số lẻ sẽ ra một số chẵn. Không chính xác. Đúng không anh? Hay là sẽ số lẻ? Nó lẻ chứ. Bây giờ em lấy 4 đi, em trừ đại một số nào lẻ nhỏ hơn nó đi, trừ kiểu gì cũng ra lẻ. Dạ dạ. Khi mà em học hỏi thêm được một cái điều gì hay là em có thêm một cái ký ức gì đó thì cái da của em sẽ nhăn hơn chút, đúng không? Em nghĩ là già nó mới bị nhăn da chứ còn có thì chỉ trong trí năng trí nhớ của mình thôi. Chính xác.
Một tháng 30 ngày thì tối đa sẽ có bao nhiêu ngày chủ nhật? Có 4 ngày chủ nhật thôi anh. Không chính xác. Tối đa là 28 ngày. À. Thì còn 2 ngày kia lỡ 2 ngày kia dính vô chủ nhật làm sao? À rồi rồi. 12 cây, bây giờ trồng thành 4 hàng, mỗi hàng 4 cây, trồng bằng cách gì? Quân AP nó còn xỉu lên xỉu xuống câu này. Em còn muốn xỉu cái câu hỏi luôn chứ. 4 là 16. Là 16 mà bây giờ anh chưa trồng có 12 cây à? Ừ, điểm đấy. Em bỏ 1 hàng ra luôn. Không, em nghe ngược quá. Tôi biểu trồng 4 hàng, cái em bỏ 1 hàng ra. Khờ rồi đó. Khờ rồi phải không? Thua ha. Khoai có đáp án không? Con trai, mời An Thịnh tiếp. Dạ là trồng kiểu hình thoi á. Trồng kiểu hình thoi. Rồi ở đây nó sẽ có đúng 4 cây. Ở đây nó cũng sẽ có đúng 4 cây. Ở đây nó cũng sẽ có đúng 4 cây. Ở đây nó cũng sẽ có đúng 4 cây. Vỗ tay. Trồng hình vuông hay trồng hình thoi gì cũng được. Thì 1, 2, 3, 4. Ở đây 1, 2, 3, 4. Không có cái gì con tôi không biết hết. Nhưng đi bài là có thằng Hằng không ngoại? Thấy không? Ra đáp án rồi nó còn chưa hiểu mà. Thằng có giỡn. Sao cưng nói đi anh chỉ cho. Nghĩa là thằng Hằng ạ. Chỉ hình thoi mình đâu có thằng Hằng đâu. Thế mày điên à? Đây là hình vuông này. Vâng. Hình thoi là cái hình vuông xoay thôi. Y vâng. Choang, em hiểu chưa? Em trồng cái cạnh của nó này, ví dụ nha, đây là hình thoi nha. Em 1 này. 1, 2, 3, 4 này. 1, 2, 3, 4 này. 1, 2, 3, 4 này, hiểu chưa? Đây trồng đây thì trồng gì em cũng có 4 hàng, hiểu chưa? Rồi. Bây giờ mới hiểu phải không? Bây giờ mới hiểu. Video. Hay quá. Em nghĩ vô đây em nhớ là em sáng lắm á. Sáng lắm không? Hôm nay tối thôi. Em chỉ có mặc cái áo sáng thôi. Chứ kiến thức em tối như cái áo bên trong tối kìa. Tối thôi luôn rồi đó. Hết giờ rồi đó, xong rồi đó. Dạ. Giờ hỏi câu hỏi phụ cho vui hai người nè. 61, xóa số 1 đi, bỏ nó đi. Là tụi em mất bao nhiêu đơn vị? Mất 55 đơn vị ạ. 55 đơn vị. Em còn còn nói ngon nữa. Quân AP đúng. 61. Nếu em bỏ số 1 đi thì nó chỉ còn 6 mà thôi. Dạ. 61 trừ 6 là 55. Yeah. Hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa. Đâu, hiểu rồi xuống. Đi ngồi xuống nữa. Ừ. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Beon luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Beon không thể rời mắt.